Gòn Đo showroom quận 7 xin kính chào quý khách. Sài Gòn Đo luôn tự hào là một trong những đơn vị uy tín hàng đầu về sản phẩm cửa và nội thất tại Việt Nam mà khách hàng có thể tin tưởng và lựa chọn. Sản phẩm được làm từ những chất liệu đa dạng khác nhau, được đảm bảo chất liệu cấu tạo cao cấp, bền bỉ, chính hãng, đồng thời có kiểu dáng thiết kế vô cùng đẹp mắt, nhiều mẫu mã đa dạng, mang lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng như cửa gỗ công nghiệp, cửa gỗ tự nhiên, cửa nhựa cao cấp, cửa chống cháy, cửa thép chống cháy, vách kính chống cháy, cửa nhựa composite, cửa nhựa giả cổ, cửa nhựa ABS Hàn Quốc, cửa nhựa Malaysia, cửa nhựa Đài Loan, cửa gỗ HDF, cửa gỗ MDF, đồ dùng nội thất, phụ kiện cửa, phụ kiện nội thất. Nguồn nguyên liệu sản xuất cửa gỗ công nghiệp Sài Gòn Đo được nhập khẩu từ nhà máy Magna Formos Malaysia, kiểm soát bởi tập đoàn Masonite Mỹ. Sản phẩm cửa nhựa cao cấp được nhập khẩu nguyên liệu từ các nước Hàn Quốc, Đài Loan. Các nguyên liệu này được đưa đến nhà máy kiểm tra sát sao, rồi được đội ngũ thợ có tâm huyết và tay nghề cao gia công, tạo ra các sản phẩm cửa đạt chất lượng tốt, uy tín, giá thành hợp lý, nên được đông đảo người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng lựa chọn. Chính vì thế, khi tham khảo và lựa chọn sản phẩm Sài Gòn Đo, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng, độ bền, tính thẩm mỹ cũng như mức độ đa dạng của sản phẩm. Đồng thời, Sài Gòn Đo còn cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng một cách tận tình, chu đáo nhất. Chúng tôi không chỉ cung cấp cho khách hàng những loại cửa và nội thất tốt nhất, mà còn hỗ trợ tư vấn thiết kế nhiệt tình, tận tâm. Tùy vào nhu cầu, thị hiếu, khả năng tài chính của khách hàng, cũng như đặc điểm công trình, kiến trúc mà chúng tôi sẽ giúp khách hàng có thể lựa chọn được loại cửa và nội thất phù hợp nhất. Chính vì lẽ đó, đội ngũ chuyên gia kỹ sư Sài Gòn Đo luôn tìm tòi và vận dụng vật liệu mới vào sản phẩm của mình, nhằm mang đến cho quý khách hàng sự trải nghiệm những sản phẩm chất lượng với giá thành hợp lý nhất. Với mong muốn mang lại sự thoải mái, đẳng cấp cho từng gia đình Việt, Sài Gòn Đo không ngừng học hỏi, phát triển ngày càng lớn mạnh và trở thành một trong những thương hiệu uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, công ty chúng tôi có 4 xưởng sản xuất quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hơn 30 hệ thống showroom trưng bày sang trọng hiện đại tại thành phố Hồ Chí Minh và hàng trăm đại lý ở khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Điểm mạnh về năng lực nhân sự Sài Gòn Đo, yếu tố con người luôn được chú trọng, bởi vì nhân viên có phát triển thì mới có thể quảng bá và đưa sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng cũng như đối tác mới. Mỗi nhân viên Sài Gòn Đo phải thật sự am hiểu và là chuyên gia về những dòng sản phẩm cửa nội thất. Từ đó, có thể tự tin cung cấp những thông tin thật sự cần thiết theo nhu cầu của khách hàng một cách trôi chảy nhất. Điều này cũng giúp cho Sài Gòn Đo tạo được sự khác biệt. Trong thời gian tới, năng lực nhân sự của Sài Gòn Đo sẽ không ngừng được chú trọng và đầu tư đào tạo bài bản chuyên nghiệp nhiều hơn nữa. Điều này là một trong những định hướng đúng đắn để đưa thương hiệu của Sài Gòn Đo chạm tới một tầm cao mới. Toàn thể cán bộ, nhân viên tại Sài Gòn Đo luôn hoạt động dựa trên các tiêu chí sau: hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm đúng ngay từ đầu, khách hàng là trung tâm, uy tín, tận tâm, phục vụ chu đáo, đoàn kết phát triển bền vững và lâu dài. Với phương châm đặt mình vào vị trí của khách hàng để thấu hiểu và chăm sóc khách hàng được tốt nhất, Sài Gòn Đo đã khẳng định chất lượng và uy tín cũng như thương hiệu của mình thông qua việc làm hài lòng những yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng và làm nên thương hiệu trong ngành cửa và nội thất tại Việt Nam. Hàng nghìn khách hàng đã chọn Sài Gòn Đo bởi showroom sang trọng hiện đại, sản phẩm chất lượng vượt trội, nguyên vật liệu nhập khẩu cao cấp, nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, dịch vụ hậu mãi tốt. Sài Gòn Đo, tự hào thương hiệu Việt.